quán anh Mãi. Anh Mãi chuyên các loại món xứ Huế, bánh canh cá lóc, cơm hến, bánh canh chả cua, bánh canh đặc biệt. Rồi ở đây thì có bánh lọc đây. Ở đây là bánh canh. Là món bún lọc sầu nghệ. Bún sầu nghệ. Lại gia vị. Chè. Đây có cái món này nữa. Ồ, có một con mua múc là sao nát hết trời này.